Sáng ngày 1 tháng 12 năm 2022, tiền vệ Trọng Hoàng tuyên bố khép lại hành trình 14 năm trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam ngay trước khi AFF Cup 2022 chuẩn bị diễn ra vì chấn thương tái phát. Trước đó, ngày 17 tháng 11, huấn luyện viên Park Hang-seo đã điền tên Trọng Hoàng vào danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Trọng Hoàng trở lại đội tuyển sau thời gian dài nghỉ thi đấu để phẫu thuật và điều trị chấn thương thoát vị địa đệm. Tối ngày 30 tháng 11, Trọng Hoàng được huấn luyện viên Park Hang-seo tung ra sân trong trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam với câu lạc bộ Borussia Dortmund. Tuy nhiên, sáng ngày 1 tháng 12, Trọng Hoàng gây bất ngờ cho người hâm mộ khi anh tuyên bố chia tay đội tuyển Việt Nam sau 14 năm gắn bó. Cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1989, là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, hiện đang chơi ở vị trí tiền vệ hay hậu vệ cánh phải cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Trọng Hoàng là con thứ hai trong gia đình, có bố làm trong ngành công an, còn mẹ là cán bộ công ty lương thực. Cụ nội của anh là em trai của cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn. Anh sinh ra trong một gia đình cơ bản như vậy nên Trọng Hoàng không gặp khó khăn gì trên con đường đến với trái bóng tròn.